gắt đó. Cái này màu gắt ngồi đây cũng đẹp lắm này nè. Màu gắt thì gắt thì màu cam. Là cái này nhân cẩm. Anh lấy ra đi anh. Đó, màu đẹp ghê không? Thấy cái ga bản này đây á thì màu màu hoàn toàn thiên nhiên. Nhưng mà màu của bản lên rất là tươi. Cũng bột tươi rồi. Ở dưới này. Thơm hả? Dạ, thơm. Lấy ra đi anh. Cái này là nhân đặc biệt. Đặc biệt ở dưới rất là to. Nói chung là cái chỗ bánh bao này là nếu mà cả nhà mà coi cái video này luôn là chắc chắn là mọi người ăn cái bánh bao ở đây là không có sai lầm đâu. Chị ăn tươi, chủ dạ ăn chủ ở đây ăn chủ bì nguyên liệu là rất là tươi và toàn là đồ ngon không á. Như mọi người có thể thấy đây là thịt ảnh mua là thịt vi san này tươi sống còn này. Dạ. Đó, anh đó đâu có ngoài đâu, chợ không mua đâu. Dạ, anh mua đồ chợ đó. Anh mua đồ vi san là mọi người nhìn là biết này. Hồi nãy Thảo có nhìn thấy là xài cái gì đó lập xưởng, mà lập xưởng mà loại lập xưởng xin á, lập xưởng mà tròn tròn á, chứ không có mua cái lập xưởng mà dài dài rẻ rẻ đó. Ừ, cái này mắc này, 200 ngàn ký rồi. Mấy trăm cô? Gần 300 hả chị? Ờ. Cái mắc này. Còn xài đồ xin không? Thịt ngon lắm, tươi không thấy không? Cho nên cái nhân bánh nó ngon á. Mới hút khách được, chứ còn mà xài đồ đông lạnh, đồ rẻ tiền á thì bán cái bánh bao nó rẻ nhưng mà lại ăn khách ăn lần là họ chạy luôn. Cái miếng thịt nó tươi rõ luôn á. Thịt tươi mà, ba tươi. Ngon ha, nhìn miếng thịt ngon. Chính này chút mà làm nhân mặn á. Đây là cái này là củ sắn á. Sắn, ừ, củ sắn. Sau khi mình hấp ra thì mình ép cho nó khô. Ép cho nó khô. Khô, bỏ cái nước đi, được cái phần nhân đó mới đem sắn. Lấy là mình trộn với thịt. Dạ. Xay thịt. Sau đó trộn với thịt. Ừ,
chuyện nhờ máy móc nó đỡ á. Ừ, chứ cái này mà ngồi mà nhắc là biết khi nào cho xong á. Ừ, biết khi nào cũng nhiều lắm. Dạ. Cái ép gì còn một buổi đó. Dạ. Nên nhớ ra để người ta lấy, ta làm màu xanh này cả nhà. Họ không có xài những cái màu thực phẩm á. Thì ăn cái màu nó không có tốt sức khỏe. Thì bánh bao tươi ở đây thì người ta xài lá dứa này, lá cẩm này, gấc này, bí này, toàn những cái màu thiên nhiên không ạ. Mình coi nhân viên đang họ yêu cố xài sinh tố để xài màu đó. Dạ. Yeah. Ờ, cái màu rất là cái màu đẹp nha. Cái gì cũng phải chuẩn. Dạ. Chứ thí dụ làm không chuẩn có ra đầu cục khô cục nhão. À, có để chỉ thứ tự mình gây ho cái nào ra cái nấy hết chứ đâu có lộn được. Dạ.
Không để cái này nằm ở dưới này mà để nằm trên này nè. Dạ. Để trước quay những cái mẹ khác. Dẻo ghê hết chú ha. Cái này nãy mình quay thấy gõ gạt phải không? Dạ. Đâu có thêm cái gì vô đâu. Không xà màu. Quả thằng này nó không thêm nó được, không thêm nó được. Đẹp ghê hả? Cái màu gắt nó lên đẹp. Tươi. Bí. Có bí, cần quay bí không quay bạc. Dạ, bí quay ngoài hết rồi đó. Rồi. Sáng giờ là mình chỉ khâu sơ chế nhân cả nhà, bây giờ là vắt cho nó thành viên như vậy để chút mình bỏ vô bánh bao. Ở đây thì có nhiều loại nhân lắm, như cái mấy em này đang làm là cái này nhân thập cẩm hả? Thập cẩm đúng không? Thập cẩm trứng muối nha em ha. Dạ. Là thập cẩm thì gồm có thịt heo này cả nhà, trứng muối này, trứng cút này. Dạ. Với gà hả? Được chưa? Cái này nhân gì cô? Phô mai. Dạ. Gà phô mai. Gà phô mai. Đây là toàn là nhân bằng hết. Xíu. Cái này xíu. Đủ đầy đủ các loại nhân hết luôn á.
xúc xích phô mai. À, xúc xích phô mai. Dạ, cái bột mình hồi nãy á, mình để cho nó phù cho nó khoảng tiếng như thế này. Bây giờ bột nó tới rồi thì bây giờ bỏ vô khuôn để chia bột để làm bánh. Giờ người ta làm bánh người ta đều có khuôn, có máy chia bột cái nó đều nó khỏe. Quân ấy bình thường là bánh mình tới 8 màu luôn hả anh hả? 6 màu. Nhưng mà hôm nay Thảo quay được có một hình như 4 màu gì á, 4 5 màu gì đó. 5. Ừ dạ. Thiếu màu lá cẩm. Thiếu màu lá cẩm. Dạ. Chưa anh?
Cái này là bột đậu đỏ đúng không em? Cái này bột đậu đỏ đây này. Mười sáu. Mười sáu phút hả? Sáu. Đây là để mà bánh bao lá dứa á. Cái này nhân là nhân thập cẩm hả cô? Khác biệt. À, nhân đặc biệt. Đặc biệt thì có con tôm trong đó, còn thập cẩm cũng có phải không cô? Mà được rồi,
nhân cái bánh đặc biệt nó to hơn á, cục nhân nó còn to hơn. Dạ. Bự hơn 100. Nó bự hơn 10 gram thạch cẩm. Hồi xưa á, lúc mà còn nhỏ ăn bánh bao là toàn thích ăn cái vỏ bánh không ạ, không thích ăn nhân. Bây giờ có điều kiện, ví dụ muốn ăn vỏ bánh thì tới cái tiệm này nói làm cái kia, cái bánh khoảng ký mấy 2 ký toàn vỏ không ăn thấy bà luôn. Mà giờ nó khác rồi. Nhớ như hồi nhỏ là cứ thích ăn bánh bao mấy cũng đòi ăn cái vỏ ngoài à, bột nó ngon. Chỉnh vậy cũng nứt ra. Cái này là bò. Bò nhưng mà vỏ ngoài là bằng bí, nó màu vàng. Thôi mọi người. Nhưng thì trong là nhân bò. Yeah. Nhưng thì bò mình trong. À, bò chấm, yeah. bò mình chấm xanh, sợ nó lộn qua cái lộ bên kia. Yeah.
tưới vào nước, bắt nước. Còn có hai xỉnh à. Đâu có nhầm lẫn được, mình đưa nó mình biết á. Dạ. Khi bán người ta, ta bán vốn chắc.
đó là bánh bao lá dứa đó cả nhà, màu xanh lá dứa. Ở đây thì người ta bán bánh bao tươi cả nhà, đây cơ sở bánh bao tươi Ngọc Liên Châu. Loại bánh bao rất là nhiều màu luôn, như đây là khoai môn nè, bên kia bí nè, rồi cái màu này thà chưa biết là màu gì đi, lá cầm nè, cái gì nữa, cái này là ở đâu đỏ nè, rồi cái kia là bí gì hả, cái này là một gấc, gấc này là một bí đỏ. Rồi đó, bốn màu giờ này là rất là đông khách luôn cả nhà. Toàn bộ cái quy trình làm thì hồi nãy giờ Thảo quay cho mọi người thấy là làm rất là vệ sinh an toàn thực phẩm luôn, và màu để tạo ra các cái màu của bánh thì họ làm những cái màu từ hoa lá cây vậy đó, như gấc này, bí này, lá cầm, lá dứa. Cái bánh bao ở đây người ta gói vô một cái hộp giấy rất là nhìn rất là đẹp, cũng như là có cái tính thẩm mỹ, rồi khi mà khách cầm ăn nó còn tiền nữa cả nhà đó. Cái màu xanh đó là hoàn toàn bằng lá dứa luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là cái bánh bao đặc biệt lá dứa đó, đây là nhân bên trong này, đặc biệt thì có trứng cuốc, có tôm, có đầy đủ luôn á đó. Đó mọi người có cái nhân này ngon chưa, thơm quá. Bánh bao này là hồi nãy Thảo hỏi là 29.000 một cái này đặc biệt, nhân rất là nhiều luôn, rất là nặng luôn. Đây, Thảo ăn thử cái bánh này coi, em ăn đi em, ăn thử thì em cảm nhận cái bánh bao ở đây nó như thế nào. Có con tôm luôn này. Con tôm luôn, nguyên tôm luôn, tôm tươi lắm. Tôm ngày sáng anh quay tươi lắm. Thơm quá hả? Bánh rất là thơm luôn á. Đây là bánh bao tươi đó cả nhà. Cái bột thơm thì nó dứa. Cái nhân á thì tươi mới. Đó. Nhân vừa ăn khi ăn chung với bột. Nhân không, nhiều á, cục nhân rất là to. Cục nhân to. Nói chung là nhân bánh thì ngon. Tại vì xào nấu á không có bị đậm gia vị lắm, mình ăn mình sợ mặn đồ này kia. Nhưng mà vừa